Anh trai, bình tĩnh anh trai, có gì từ từ nói anh trai. Nhìn thằng em này nhớ anh hồi trẻ. Ăn mì ngon không? Bát mì này anh mời. Muốn có gì nói thẳng ra đi. À dạ, chuyện là bữa giờ quán của em có ẩu đả, nhưng mà từ lúc mà quán em khai trương tới giờ em chưa có đóng tiền cho bên anh Long Ca, cho nên em nghĩ ăn bậy nói bại gì không cá. Tôi nghĩ là anh nên lo cho con gái của anh trước thì hay hơn. Mày đừng lôi con gái ta ra hù dọa nữa. Chỗ hai ca với Long Cá là bằng hữu, không bao giờ có chuyện có xảy ra đâu. Nhưng nếu có chuyện gì thì con hãy chăm sóc cho Ngọc và cả Vũng Tích. Mày đồng loại với tụi nó à? Hôm nay tao cho tụi mày chết hết. Long Cá, chuyện này khúc lâm chung mà ngài đây bung. Mẹ thằng ngu, học chó gì mày ăn được con cáo già.